giải quyết hết những cái vấn đề khúc mắc trong gia đình, con thằng con thì con nó hư, nó vẫn hư, vân vân. Thì chúng ta biết rằng á, cái tâm thành nó đạt đến cái mức mà khủng cực thì nó mới cảm. Còn ở đây chúng ta bảo về đọc 21 ngày, mặt chữ chúng ta còn chưa thuộc, đọc còn sai be sai bét, mà lúc khi đang đọc thì lại suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái nọ, suy nghĩ cái kia, tâm chúng ta nó chạy nhảy cái linh tinh ra. Vậy làm sao mà thử hỏi rằng mà bình thường với người ta 21 ngày thì được, nhưng mình 100 ngày chưa chắc đã được. Vì sao? Vì cái tâm của mình nó chưa được là thành kính, mà nó còn uế tạp nhiều lắm, nó còn vọng động nhiều lắm. Đó. Ở đây thánh nữ chỉ thấy là có đến đây chỉ có một thời gian ngắn thôi mà cảm được. Đó, cảm được. Thì cái điều này thì ở trong chùa chúng tôi cũng có trường hợp rồi, có trường hợp thấy rồi. Có những trường hợp mà tới chùa mà thậm chí mà cái người họ đem đến đây ốm đau, bệnh tật, thậm chí là điên khùng, nhưng mà bằng tất cả cái tấm lòng thành của cả người thân cũng như cái bệnh nhân đó. Có những người một tuần là khỏi, có những người có khi khỏi ngay trong ngày luôn, nhưng cũng có những người phải về phải vài tháng sau mới khỏi. Thì nó tùy vào cái mức độ, cái nghiệp báo của mỗi người là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào cái lòng thành của họ nó tha thiết. Như ở trong kinh này nói là Đức Phật nói là cái thấy là cái sự tha thiết hơn những người bình thường khác, cái lòng thành kính hơn những người bình thường khác thì sẽ đạt được cái sự mong cầu. Sau khi vừa nghe thấy Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai nói như vậy thì thánh nữ liền là ngất xỉu, mình gọi là ngất xỉu, ngã lăn té xuống đất thì mình gọi là ngất xỉu. Sau khi ngất xong rồi thì lâu lâu người mới tỉnh lại, mọi người đỡ dậy, thì thánh nữ là liền bạch với Đức Phật là gì? Con nay đang sắp chết, kính xin Đức Như Lai từ mẫn chỉ bảo cho mẹ con hiện bây giờ đang thắc sinh chỗ nào, an vui hay cực khổ. Thì vì sao mà thánh nữ lại, cái cô con gái Bà La Môn lại nói là mình sắp chết? Vì mới ngã ngất lăn ra ở dưới đất thì cái sức khỏe nó quá yếu. Mới tỉnh dậy thì đương nhiên thì chúng ta thấy là ai mới mà ốm đau dậy thì chúng ta thấy sức khỏe chúng ta suy sút đi rất nhiều. Mà người mà nhất là mới ngất xong như vậy dậy thì người nó rất mệt. Thế cho nên trong cái khoảng thời gian cô ấy thấy rất mệt, rồi cô ấy bạch với Đức Phật là con đây đang sắp chết rồi, có khi không sống được bao lâu, mới xin Đức Thế Tôn là gì thương tình mà chỉ bảo cho, vân vân. Thì tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo thì bây giờ chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai liền bảo với thánh nữ kia rằng con cúng dường ta xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu ta, thì con sẽ biết được hiện giờ mẹ của con đang thắc sinh nơi nào, an vui hay khốn khổ đó. Hay là an vui hay là đau khổ, vân vân đó, thì có thể được. Thì ở đây chúng ta thấy một cái tình tiết nữa, qua cái đoạn văn ngắn như vậy thôi thì chúng ta thấy cái Đức Phật bảo là cúng dường xong thì sớm quay về nhà, thân ngồi cho ngay thẳng và niệm danh hiệu của Ngài. Đó. Vì sao phải ngồi cho ngay thẳng? Ngồi ngay thẳng tức là thể hiện gọi là đầy đủ cái uy nghi phép tắc. Thân ngồi ngay thẳng tức là ngồi thể hiện cái đầy đủ uy nghi phép tắc, đầy đủ cái sự trang nghiêm về gì? Về thân tướng. Đức Phật và Chư Tăng hóa độ chúng sinh thì cái thân tướng của các ngài gọi là thân giáo, còn miệng của các ngài thuyết pháp giảng đạo thì gọi là khẩu giáo. Ở trong Phật pháp nó có hai, đó là thân giáo và khẩu giáo. Giáo dục nó ở trên hai phương diện, cả thân giáo và khẩu giáo. Những người thân giáo thì thường là lấy giới luật để làm nền tảng. Những người mà lấy khẩu giáo thường là lấy gì? Kinh luận để làm nền tảng. Kinh và luận tức là hai bộ, bộ kinh và bộ luận, để làm nền tảng để hoằng pháp. Còn người mà dùng bằng thiên về thân giáo thì thường họ nương vào bộ luật, chuyên trì luật, chuyên trì giới luật,
hành trì đầy đủ các oai nghi tế hạnh ở trong luật tạng của Đức Phật đã dạy. Mỗi một bước đi, mỗi cử chỉ hành động đều có thể là khuôn phép để cho trời người nương vào đó để mà tu tập, mà nói theo. Ví dụ, một vị sư phụ, một vị pháp sư, khi mà lên trên bục giảng thì oai nghi phép tắc phải như thế nào? Oai nghi phép tắc phải như thế nào? Cái thứ nhất, đó là về y phục. Y phục của vị pháp sư nó phải trang nghiêm, đứng lên trên bục giảng nó phải trang nghiêm. Quy định của Phật chế, chư tăng phải đắp y phục như thế nào thì mình phải đắp y phục như thế. Ví dụ như thầy lên bục giảng chẳng hạn, mà thầy chỉ mặc một cái bộ quần áo ngắn, như là khi mình lao động thôi chẳng hạn, thì như vậy về thân giáo có đầy đủ oai nghi của một vị pháp sư không? Vì khi lên ngồi trên bục giảng, ngồi trên tòa giảng đem tuyên diễn giáo pháp của Đức Phật, nghĩa là đang thay Đức Thế Tôn để truyền bá giáo pháp của Ngài đến với quảng đại quần chúng, dẫn đến chư thiên quỷ thần và loài người, chứ không phải là mình các vị ngồi ở đây đâu. Ví dụ như trong pháp hội giảng kinh Địa Tạng này, các vị thì chỉ thấy là một số ít các Phật tử 100-200 người như thế này thôi, nhưng mà chung quanh thì còn có thì các vị thần linh thiên long bát bộ hộ pháp hiện thần cũng đầy rẫy đây, thậm chí nhân đến cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm nhẫn đến thập địa, các ngài cũng đến để nghe, đến để tùy hỷ, đến để cúng dường và đến để hộ trì. Cho nên một vị pháp sư mà lên trên bục giảng thuyết Tam Tạng Thánh Điển kinh luật luận của Đức Như Lai mà lại mặc cái bộ quần áo ngắn như là đi lao động chẳng hạn, thì đương nhiên về oai nghi, về thân giáo là không đầy đủ oai nghi tế hạnh để là một vị pháp sư, một vị giảng sư ở trên tọa đàm. Hay lúc lên lễ Phật cũng thế, tụng kinh cũng thế. Lúc lễ Phật tụng kinh là phải y áo cho trang nghiêm. Thời khóa, vào cái thời khóa chúng ta hành trì á, là y áo trang nghiêm, chỉnh tề. Đó. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi chuyên tu như thế này thì chúng ta cũng phải y áo cho trang nghiêm. Đừng có sợ nóng mà cái áo dài không mặc vào. Có mà không mặc vì sợ nóng á, đó là khởi cái tâm gì? Cái tâm biếng lười. Cái tâm là không cung kính. Chính vì là sợ nóng thôi, cho nên không mặc. Không mặc áo dài để lên thính pháp, mặc dù trong túi chúng ta có mang theo. Thế như vậy đó là oai nghi phép tắc không đầy đủ. Không đầy đủ. Cho nên đây các Phật tử chúng ta cũng phải biết, mỗi khi vào các thời khóa hành trì, tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền vân vân chẳng hạn, thì chúng ta phải y áo cho trang nghiêm đầy đủ. Còn ngoài ra những cái lúc mà chúng ta làm công quả, chấp tác, chấp lao, phục dịch vân vân đó, thì chúng ta mặc quần áo bình thường, chúng ta đi qua, chúng ta xá chào vẫn được, không sao. Nhưng lúc đó vì chúng ta đang làm công quả, đang làm Phật sự. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy là Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo vị thánh nữ tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng kia rằng về phải ngồi cho ngay thẳng và trì niệm danh hiệu của ta. Đó là đầy đủ cả hai pháp, cả thân thì học đạo, và khẩu cũng gì cũng học đạo và cũng tu đạo. Thân thì tu và khẩu cũng tu. Thân thì ngồi cho đoan nghiêm, ngay thẳng, còn khẩu thì trì niệm danh hiệu của Đức Phật đấy, tức là cả hai đều tu, thân và khẩu đều cùng nhau tu, phải trang nghiêm như thế. Đó, đấy là một cái điểm này thì chúng ta cũng thấy bình thường chúng ta đọc thì chúng ta thấy có khi bình thường thôi, nhưng khi học khi nghe giảng chúng ta mới mở mang ra, chúng ta mới thấy rằng cái điểm gì chúng ta còn khuyết thiếu,
thì khi về nhà nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.